Hello, xin chào anh em. Và chắc hẳn tất cả những anh em đang sử dụng Samsung Galaxy Watch 4 thì đều biết trước Galaxy Watch 4 thì bây giờ Samsung đã sử dụng hệ điều hành iOS thay vì hệ điều hành Tizen như trước đây. Với cái hệ điều hành iOS này thì các bạn có thể tải được rất nhiều những cái phần mềm miễn phí ở trên cái kho ứng dụng của Google. Và ngoài ra thì đối với những cái sản phẩm của đồng hồ Samsung thì nó có rất là nhiều những cái ứng dụng cũng như là cái mặt đồng hồ các bạn có thể tải ở trên cái app của iOS của hệ điều hành Google ạ. Thế thì hôm nay ở cái video này mình sẽ nói về một số những cái ứng dụng mà các bạn nên cài đặt khi các bạn sử dụng Samsung Galaxy Watch 4. Thì cái ứng dụng đầu tiên các bạn nên cài đó chính là cái ứng dụng đo huyết áp. Thì ở đây thì mình đã có một cái video riêng để hướng dẫn các bạn cài cái đo huyết áp này rồi. Thì để đo được huyết áp mình sẽ đeo cái đồng hồ lên tay. Cái video, nếu mà bạn nào mà chưa xem cái video hướng dẫn cài đo huyết áp thì các bạn có thể xem ở cái phần mô tả. Mình sẽ để link cái video hướng dẫn cài cái phần đo huyết áp ở đây. Thì đối với cái phần đo huyết áp đây, mình đã cài sẵn lên đây rồi. Thì các bạn chỉ cần vào cái mục đây ạ, Advanced Mode đây, vào cái Blood Pressure, ấn Measure, OK, nhấn OK. Đây ạ, khá là OK. Với những người mà thường xuyên phải theo dõi huyết áp thì cái đồng hồ này nó cho chỉ số đo huyết áp mà các bạn có thể tham khảo được. Đấy, bao gồm chỉ số đo huyết áp và nhịp tim. OK, ngoài ra thì nó có thể đo được cái chỉ số ECG. Đây ạ. Rồi, cái ứng dụng thứ hai mà các bạn nên cài đặt ngay sau khi mà các bạn mua đồng hồ về, đó chính là cái ứng dụng GBAT. Cái ứng dụng này chính là cái ứng dụng bàn phím của Google. Nó sẽ thay cho cái ứng dụng bàn phím mặc định của Samsung ở trên máy của các bạn. Thế thì để tải cái ứng dụng này thì các bạn chỉ cần vào cái Google Store. Các bạn tìm kiếm. Đây, các bạn nhấn tìm kiếm GBAT ạ. Rồi, ở đây thì mình đã cài đặt sẵn cái ứng dụng này rồi. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đấy, GBAT, bàn phím Google. Thì các bạn sẽ cài đặt cái ứng dụng này ra. Tuy nhiên thì để sử dụng được cái ứng dụng này sau khi cài đặt thì các bạn cài đặt xong, các bạn sẽ phải vào phần cài đặt này. Các bạn vào phần cài đặt chung, vào phần nhập, vào phần danh sách và mặc định bàn phím. Các bạn chọn bàn phím mặc định là bàn phím GBAT. Thì cái bàn phím GBAT này nó có cái điểm gì hay so với những cái bàn phím khác, so với cái bàn phím mặc định của Samsung. Thì OK, đối với cái bàn phím GBAT thì mình sẽ test thử cho các bạn cùng xem. Ví dụ khi có một tin nhắn đến như thế này, các bạn nhấn vào đây. Đấy, nó sẽ có cái mục, nó sẽ có hai mục này. Các bạn có thể trả lời tin nhắn đấy. Đây, nhấn vào đây. Cái bàn phím của nó sẽ là dạng bàn phím QWERTY. Thì chúng ta sẽ gõ nó sẽ dễ hơn so với bàn phím của Samsung. Hoặc chúng ta có thể trả lời rất nhanh bằng việc mà chúng ta có thể chuyển đổi giọng nói sang text ở trên cái bàn phím GBAT này. Chúng ta chỉ cần nhấn vào cái nút micro này. Rồi, trong khi dùng ứng dụng này, cho phép ghi âm này. Khi nào nó hiện lên, đây, các bạn chờ một xíu. Nói bây giờ, OK. Đấy, mình vừa nói đấy, nó rất là nhạy luôn. OK, sau khi mà các bạn đã nói xong rồi thì chúng ta chỉ cần ấn nút gửi là xong. Rồi, chúng ta chỉ cần ấn nút gửi, hoặc nếu mà chúng ta hủy thì chúng ta quay lại. Thì đối với cái phần chuyển đổi giọng nói từ giọng nói sang text này thì rất là hay và nó cũng khá là chính xác ạ. Anh em chỉ cần nói chính xác một xíu là nó sẽ rất là chính xác. OK.
theo đến ứng dụng thứ ba mà anh em nên cài khi sử dụng Galaxy Watch 4, đó chính là cái ứng dụng Sporty. Đối với cái ứng dụng Sporty này là cái ứng dụng nghe nhạc, thì một nền tảng nghe nhạc thì cũng khá phổ biến mà anh em cũng biết rồi. Thì đối với cái ứng dụng này thì anh em sẽ phải ghép nối ở trên điện thoại nữa. Ở đây thì mình chưa ghép nối ạ. Ứng dụng tiếp theo. Ứng dụng thứ tư, đấy chính là cái ứng dụng YouTube Music. Đây. Để sử dụng cái ứng dụng YouTube Music này thì anh em sẽ phải nâng cấp lên YouTube Premium, cái bản mất phí đó. Thì với cái ứng dụng YouTube Music này thì anh em có thể tải về những cái bản nhạc ở chế độ offline, sau đó anh em pair với những cái tai nghe Bluetooth để anh em có thể chạy đi thể dục mà anh em vẫn có thể nghe được nhạc. Đấy. Ứng dụng, một cái ứng dụng mà anh em thường xuyên chạy và theo dõi sức khỏe rất hay sử dụng, đấy là Strava. Thì đối với những dòng điện đồng hồ trước ấy, thì nó chưa hỗ trợ kết nối với Strava. Tuy nhiên thì đối với hệ điều hành iOS thì nó đã hỗ trợ anh em kết nối với cả Strava rồi. Thì anh em chỉ cần cài phần mềm Strava lên và đăng nhập ở trên điện thoại. Ok. Ứng dụng tiếp theo là cái ứng dụng stream.com. Ứng dụng này thì dành cho anh em yêu thích bơi lội. Thì đối với ứng dụng này thì anh em nào mà yêu thích bơi lội thì anh em nên sử dụng. Đấy là những cái ứng dụng mà anh em nên cài đặt thêm. Ngoài ra thì đối với chiếc Samsung Galaxy Watch 4 hoặc là Watch 4 Classic, thì khi mà anh em mới những cái ứng dụng mặc định ở trên cái đồng hồ này khi ứng dụng xuất xưởng ấy, thì nó đã có những cái ứng dụng khá là hay, khá là hữu ích cho anh em. Thì những cái ứng dụng đấy thì mình phải kể đến, ví dụ như là Google Maps. Đây chính là cái ứng dụng Google Maps. Với cái ứng dụng Google Maps này thì anh em có thể là di chuyển, mà anh em có thể sử dụng ngay cái đồng hồ để nó chỉ đường cho anh em. Đấy, khá là hay và cũng khá là chính xác. Tuy nhiên ấy, thì với cái ứng dụng này thì anh em nên là tìm đường bằng điện thoại trước cho nó dễ, sau đó thì anh em đồng bộ lên trên cái đồng hồ này và nó chỉ đường thôi. Ứng dụng tiếp theo mà cũng khá là hay là mặc định ở trên cái đồng hồ, đó chính là ứng dụng Camera Control. Đây, anh em chỉ cần ấn vào đây rồi trong khi dùng ứng dụng này, điện thoại của anh em sẽ tự động mở camera và anh em có thể tự động chụp hình được, và nó có thể xem trước được cái hình ảnh ở trên cái đồng hồ này, rất là hay. Đấy, nó đang loát một xíu đó. Đây, mình sẽ vào lại. Đây, anh em sẽ thấy đây. Đây. Đó. Và anh em hoàn toàn có thể chụp hình được dễ dàng và có thể xem được. Đây, đây, đấy. Ok. Khi mà tắt thì camera ở trên điện thoại tự tắt. Một cái ứng dụng mặc định nữa cũng khá là hay, đó chính là cái ứng dụng ghi âm. Đây, anh em có thể ghi âm những cái cuộc họp hoặc là ghi âm những cái nội dung công việc cần làm trong ngày ngắn gọn, thì anh em có thể không muốn ghi lại, viết tay lại thì anh em có thể ghi âm. Đấy, rất là hay. Và một cái ứng dụng đấy là ứng dụng máy tính. Đây, cái máy tính đây thì nó rất là tiện khi mà anh em cần phải cộng trừ nhân chia một cách nhanh chóng. Trên đây là những cái ứng dụng mà thực sự là rất là hay cho chiếc Samsung Galaxy Watch 4 mà anh em nên cài. Và theo mình có hai cái ứng dụng, ba cái ứng dụng nên cài đặt nhất, đó chính là một là cái ứng dụng đo huyết áp. Cái ứng dụng đó thì mình đã có một cái video riêng để hướng dẫn anh em cài đặt.
Ứng dụng thứ hai đó chính là cái ứng dụng mà GPT, tính như chính là cái bàn phím của Google ấy. Thì anh em có thể chuyển đổi giọng nói sang text để trả lời tin nhắn ngay tức thời mà không cần phải gõ, không cần phải giở điện thoại. Và cái ứng dụng thứ ba đó chính là cái ứng dụng Strava. Cái ứng dụng nó sẽ đồng bộ những cái bài những cái tập luyện của anh em. Đối với những anh em hay thích thể thao thì cái ứng dụng Strava rất là hay. Nó sẽ đồng bộ được lên. Còn một cái ứng dụng nữa mà hiện tại thì Samsung chưa mở, đó chính là cái trợ lý ảo. Trợ lý ảo thì do cái đồng hồ này đang sử dụng hệ điều hành iOS của Google, cho nên nếu mà Samsung cho phép mà sử dụng cái trợ lý ảo của Google ấy thì anh em có thể điều khiển được Smart Home rất là hay. Tuy nhiên thì hiện tại thì mình đã tìm cách, thế nhưng hiện tại thì Samsung vẫn đang sử dụng cái trợ lý ảo riêng của Samsung và chưa cho phép chúng ta sử dụng trợ lý ảo Google. Tuy nhiên thì Samsung có nói là sẽ tới đây, cái bản update tới đây thì sẽ cho anh em sử dụng cái trợ lý ảo của Google. Khi mà sử dụng trợ lý ảo Google thì anh em hoàn toàn có thể điều khiển Smart Home được bằng cái đồng hồ này, khá là hay. Ok, nếu mà cảm thấy video này hay và có ích thì đừng quên like, chia sẻ video và đăng ký kênh của Phụ kiện Samsung.